ngày 1 tháng 11, chương trình phát triển lực lượng quản lý dự án FECON PMP chính thức được khởi động với hai vòng đánh giá nghiêm ngặt để tìm ra đội ngũ quản lý dự án tiềm năng, xây dựng lộ trình phát triển đội ngũ cán bộ nguồn chất lượng. Xuất phát từ định hướng phát triển của FECON về việc tiếp cận và làm chủ công tác thiết kế, công nghệ thi công móng, xử lý nền, trụ điện gió và công nghệ giám sát, FECON đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, tập trung chia sẻ các công nghệ và kinh nghiệm thi công cụ thể. Ngày 21 tháng 11, hơn 100 người FECON đã đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo với 70 đơn vị máu đạt điều kiện được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương xử lý và cung cấp cho các bệnh nhân mắc bệnh về máu. Bản tin FECON tháng 11 năm 2022 sẽ có những thông tin chi tiết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với mục tiêu xác định danh sách các SM, PM tiềm năng và xây dựng lộ trình phát triển đội ngũ cán bộ nguồn quản lý dự án, ngày 1 tháng 11 năm 2022, chương trình phát triển lực lượng quản lý dự án FECON PMP chính thức được khởi động. Đây là năm thứ tư liên tiếp chương trình PMP diễn ra với mục đích đánh giá phân cấp đội ngũ quản lý dự án theo một hệ thống hàm duy nhất và xuyên suốt trong hệ thống FECON. Chương trình năm nay diễn ra từ tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2022 với sự góp mặt của 161 ứng viên đến từ công ty mẹ và 5 đơn vị thành viên thuộc tập đoàn. Trong đó có 139 ứng viên tham gia đánh giá lần đầu và 22 ứng viên đánh giá nâng hàm. Xuyên suốt quá trình bảo vệ và đánh giá phân hàm, hội đồng thẩm định đã hoàn thành việc đánh giá nhóm hàm BMO8-5 đối với ứng viên đến từ đơn vị thành viên, hoàn thành đánh giá phân hàm vòng 2 cho 16 ứng viên thuộc nhóm hàm BMO8-5 và 5 ứng viên thuộc nhóm hàm BMO4-1. Kết quả đánh giá phân hàm sẽ là căn cứ để ban lãnh đạo phân công công việc phù hợp tại dự án, tối ưu nguồn lực và áp dụng chế độ chính sách phù hợp theo năng lực của ứng viên. Như vậy, trải qua hai vòng đánh giá nghiêm túc đến từ hội đồng thẩm định, cùng sự chỉn chu, tâm huyết trong từng đề tài của các ứng viên, chương trình PMP 2022 đã chính thức khép lại với nhiều cơ hội mới được mở ra cho các ứng viên bảo vệ phân hàm năm nay. Xuất phát từ định hướng phát triển của FECON về việc tiếp cận và làm chủ công tác thiết kế, công nghệ thi công móng, xử lý nền, trụ điện gió và công nghệ giám sát, Hội nghị Công nghệ xây dựng FECON lần thứ 7 tập trung chia sẻ các công nghệ và kinh nghiệm thi công cụ thể. Theo đó, ngày 24 tháng 11 năm 2022, Ban IND Tập đoàn đã chủ trì tổ chức thành công hội nghị với sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo FECON, các diễn giả trong và ngoài nước, các thầy trong Hội đồng Khoa học FECON, toàn thể khối kỹ thuật, kinh doanh của công ty FECON và hơn 100 cán bộ công nhân viên tham gia online và offline. Các chủ đề được thảo luận trong hội nghị bao gồm giải pháp phụt vữa thân cọc trong một số dự án gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, hiệu quả sử dụng lưới điện kỹ thuật ba trục trong kết cấu sàn cầu lắp cho dự án điện gió trên bờ tại Việt Nam, nghiên cứu tiền khảo sát dữ liệu địa kỹ thuật và địa vật lý phục vụ cho các dự án điện gió gần và xa bờ, đổi mới như thế nào trong việc áp dụng công nghệ không dây để có thể giảm thiểu rủi ro trong xây dựng và vận hành đường hầm móng trụ điện gió ngoài khơi. Hội nghị đã khép lại thành công tốt đẹp với nhiều kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm thực chiến hữu ích được chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề cũng được đưa ra để làm rõ và phản biện, từ đó các bên có thể tiếp tục tìm tòi, thay đổi, cải tiến, sớm có được công nghệ tốt hơn nữa, tiệm cận với loại hình công trình mới cũng như công nghệ mới trên thế giới và Việt Nam. Hội nghị công nghệ xây dựng thường niên của FECON đã thu hút sự quan tâm của các bạn đồng nghiệp trong và ngoài nước, các kỹ sư FECON, nhằm giúp anh em kỹ sư FECON nắm chắc, phát triển được công nghệ để ứng dụng tại các dự án của FECON ngày một hiệu quả hơn. Sáng ngày 21 tháng 11, Đoàn Thanh niên FECON phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức khám sàng lọc cho hơn 100 người FECON đăng ký hiến máu tại văn phòng FECON. Trong số đó, có 70 trên 100 anh chị em đã đủ điều kiện tham gia hiến máu. Theo đó, 70 đơn vị máu này sẽ được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương xử lý và cung cấp cho các bệnh nhân mắc bệnh về máu. Gửi giọt hồng trao ngàn yêu thương là hoạt động do Đoàn Thanh niên FECON tổ chức với mong muốn kết nối và đồng hành cùng người FECON trong các hoạt động vì cộng đồng. Đúng với tiêu chí gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của cộng đồng mà FECON theo đuổi, chương trình hiến máu nhân đạo do FECON tổ chức đã khép lại, nhưng sẽ có thật nhiều sự sống được hồi sinh từ đây.